Em lại chào bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Đây câu hỏi chung chung của mọi người ở trong mấy ngày hôm nay này. Nếu rảnh ra clip chăm phi điệp mùa này ở miền Bắc nhé. Cứ mưa lắng cây hay thối nhũn có lên phun GE không và GE gì? Câu hỏi này thì các bác hỏi em cũng rất là nhiều. Thì hôm trước em có livestream nhưng mọi người biết là em đang làm thêm cái dàn. Mới đúng là làm nhà mình xong rồi lại làm thêm cái dàn ở trên cái nóc nhà ấy nữa. Nên là khá là bận bịu. Em nay là mưa một trận được một trận mưa kinh điển luôn. Mưa mà lụt hết. Nên là thợ thuyền người ta nghỉ. Nên làm video cho các bác cùng coi và có thể là nghiên cứu một phần nào áp dụng cho cái dàn lan của mình vào những cái ngày mưa gió thất thường, lắng dòng người oi bức này, cây lan của bác bị thối cũng khá là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là thối là cũng là một cái may đấy, chứ còn nó bệnh mới là vấn đề quan trọng. Thối thì nó chỉ một cây hai cây đấy của mình bị thối hoặc một mầm đấy, nó vẫn có khả năng nhiều bệnh nó lây cho cả dàn, thì chữa nó khổ lắm. Thì hôm trước em có làm cái video hướng dẫn mọi người cách là cứ sau mỗi một cái trận mưa như vậy nên là phun cái mancozeb để chống bệnh cho cây. Chống thối thì rất là khó, phòng chống thì là cái danh từ đấy nó vĩ mô quá, thôi mình gọi là phòng thôi. Thì hôm nay em sẽ trả lời các bác. Thì đầu tiên ở đây em có cái kỳ bảo duy này, bác hỏi nhiều quá. Thì em có cây này mà ươm đúng từ năm ngoái năm nay mới ra được kỳ, đúng không? Đấy, các bác nhìn cây này nó xanh đỏ tím vàng thì biết rồi. Những cây mới thì nó không như vậy. Bảo duy, cái này em bán 880k nhá, 878k đi. Bác nào thích thì hú em nhá, mỗi cái thôi. Đây, kỳ thì lên rất là đẹp, nó được hắt mưa trực tiếp vào đẹp lắm, nhưng mà cũng dễ ngọt lắm. Thì đầu tiên là cái mùa này thì các bác để ý là cái cây của mình nó thối này. Đây của em thối này. Cái ngọn cây của mình nó như kiểu cái ống bơ này, này mọi người này. Khi các bác tưới nước vào nó như cái phễu. Như đúng như một cái phễu hứng. Nó hứng nước. Bao nhiêu là nước nó đọng trong này. Thế là gặp một cái ông côn trùng là ông ngứa mồm, ông ấy để cắm cho cái vòi tiêm, cắm cái mồm vào cái chỗ cái ống nước này. Thì là bắt đầu là nó ngấm nước vào là gặp cái thời tiết nó nóng. Nó nóng phát là nó ngỏm thôi. Nếu như mà thời tiết mà hôm đấy mà nó lại có nhiều gió này, nó nóng nhưng mà có nhiều gió ấy, thì nó có thể thổi nó khô đi, hoặc là nó có thể là nó thối thối một chút rồi nhưng mà gặp nhiều gió cái nó khô đi là nó lại khỏi. Nhưng mà hầu như là những cái hôm vừa rồi các bác để ý là nó rất là nóng và gần như là không có gió nên các cây của các bác bị thối ngọn, rồi là thối củ gốc. Thối củ gốc này rất là nhiều. Đấy, thì cái cách mà làm sao để khắc phục cho nó và có cái thuốc nào không, mà em để ý là các bác hỏi em về thuốc. Về thuốc là khá là nhiều ở trong mấy ngày hôm nay là có cái thuốc gì để khắc phục nó không. Thực ra là chả có cái thuốc gì để khắc phục cái vấn đề thối nhũn cả. Đấy, thì các bác tưới cây xong ấy, nếu như mà các bác có ít cây thì mọi người lên là dùng cái gì các bác thấm nó đi phát để cho nó mút hết cái nước ở trong cây lá ngọn này đi. Thì là đấy là cái cách khắc phục đơn giản nhưng mà hiệu quả, nhưng mà nó rất mất thời gian. Thì trong cái dàn lan của em mà em đi em ngồi em thấm một loạt các cái cây này thì chắc là chết, nên là kệ thôi, được cây nào thì được, không được thì nó sẽ lên cái đợt mới, nó sẽ đẻ cái đợt mới ở cái chỗ cái củ gốc thối này. Khi mà thối mình cắt đi đây rồi thì nó sẽ đẻ thôi, nó đẻ mới thôi, thì nên nó cũng ok thôi, không có vấn đề gì cả. Các bác có thể quan sát là trong cái năm nay cây lan của mình những cái mầm gốc rất là to. Tại sao như vậy? Tại vì là năm nay là mọi người là gần như là mình làm cái mầm gốc nó muộn hơn mọi năm, nó vào đúng cái thời gian gọi thời tiết lý tưởng. Đây là nó mầm nó lên nó lực lưỡng, nó to cha bá, nhìn nó sướng, nó khoái khẩu lắm, nó khoái cảm lắm. Nên là lực như vậy thì đồng nghĩa việc cái cây của mình ấy, cái ngọn cây nó to quá thì nó đọng nước khá là nhiều.
Đấy, mọi năm tầm này thì mầm gốc của mình nó khá là dài rồi, nó vượt cái đưỡng này rồi thì nó có thể là nó hơi cong xuống bên dưới này rồi, thì khi mình tưới nước nó xuôi đi thì nó cũng đỡ hơn phần nào, mặc dù nó vẫn thối. Mọi năm là mầm gốc đến cái tầm này thì nó phải như cái cây này rồi. Đấy, nó xuôi xuống như này rồi thì tỷ lệ thối của nó sẽ thấp đi rồi. Nhưng mà năm nay thì lại mình làm muộn nên là đôi khi là gặp muộn thì được cái mầm gốc nó to, nó nực, nó khỏe, nhưng mà nó lại bị gặp cái củ chuối như vậy. Thì có cái cách gì mà khắc phục một cách tự nhiên hay không thì các bác em ngó ra cây ngoài hàng rào này mọi người này. Đây mọi người này. Đấy, cây em để ý những cái cây ở đây là nó không bị bệnh, không bị bất cứ một cái loại mà gọi là thối thiếc gì cả. Thi thoảng may ra mới vớ phải cây nó bị thối đền, để ví dụ như cây này. Đấy, nó thối lá nhưng mà gặp được gió cái nó khô lại như này thì nó sẽ không bị thối nữa. Nhưng mầm thì rất là lực và to và khỏe. Cây mẹ thì có to khỏe gì đâu. Mọi người nhìn cái cây mẹ rất là nhỏ con nhưng cái mầm dã man luôn. Đạt lá mít miếc đàng hoàng. Chăm bón thì là như nhau rồi. Em chăm ở cái dàn này của em thì như nào thì em chăm những cái cây ở ngoài bờ rào như vậy. Thì thông qua như vậy thì các bác có thể là hình dung là mình để cho cây lan nó thoáng hơn một chút. Và cái phần mà mình tưới nước ấy rất là quan trọng nha mọi người nhá. Bây giờ nói đến cái phần tưới nước, em ngồi đây một chút. Nói đến phần tưới nước thì mình quan sát cái cây ở ngoài bờ rào ấy, tại sao mà nó mầm nó lực, nó to, nó khỏe như vậy mà khi mà nó được ăn nắng trực tiếp. Đây là nó được ăn nắng trực tiếp các bác này. Đấy, ăn nắng trực tiếp nhá. Nó không có cây gì che nó đâu. Nó ăn nắng trực tiếp mà nó lại không thối. Mà trong khi đó cây của mình có mái che rồi có lưới thì nó lại thối. Và cái thứ hai là những cái cây ở ngoài bờ rào này, này là mình lại tưới lại nó lại không được nhiều. Đúng không mọi người? Tại vì ở bờ rào thì mình tưới qua cái này đôi khi là tưới nó không được tới tay, không được nhiều nên nó lại không thối. Vậy mình rút ra được một cái kinh nghiệm nữa là khi mà vào cái thời gian quãng cái thời tiết nó như vậy thì các bác tưới ít thôi. Đấy, em thấy mọi người là những cái hàng này của em là 2-3 ngày mới tưới một lần chứ không được tưới được nhiều đâu. Chủ yếu là mấy cái thằng ở bên trong này, những cái thằng bên trong này thì tưới nhiều. Tưới nhiều thì nó lăn đùng ra nó quảng rồi. Đây ông này đang rất là đẹp, lăn đùng ra nó quảng. Đấy, thì rút ra cái kinh nghiệm là vào mùa này các bác không lên tưới nhiều, kệ nó. Cây lan mẹ, cây mẹ này nó có thể là cõng cái mầm gốc. Đây, như cây này của em có 2 mầm thối cả, đây nó lại đẻ thêm 2 mầm nữa. Cây mẹ này nó sẽ thể có thể cõng cái mầm gốc thoải mái vượt qua những cái quãng thời gian này. Đây, như cây này thối cái ngọn này rất là tiếc, hoa thì ngày mai lở rồi. Đấy, một cái thân mẹ này nó cõng cái mầm này nó thoải mái vượt qua cái quãng thời gian thời tiết nó nóng ẩm như thế này thì sau này mình sẽ tưới nhiều hơn thì nó vẫn cứ vượt cái ngưỡng. Đó là cái vấn đề là mình sẽ bảo quản những cái mầm này là tưới thôi. 2-3 ngày các bác tưới một lần thôi, không cần phải tưới nhiều đâu. 2-3 ngày bác tưới một lần thì cái tỷ lệ nó đọng nước ở đây cũng ít đi này. Đấy, cái chậu lan của mình nó khô thoáng hơn này thì là nó sẽ ít thối hơn này. Đấy là cái rút kinh nghiệm ở cái hàng bờ rào này nhá. Tại vì cái bờ rào này em tưới được ít thì nó ít thối và nó không thối và nó không bệnh, thì em sẽ đưa vào cái kinh nghiệm cho các bác ở trong cái cây này. Đấy, mọi người tin thì tin, lại không tin thì tuột nhá. Tưới ít thôi và có lên chăm GE không? Vẫn chăm chứ bác. Các bác vẫn chăm bình thường. Nhưng mà chăm bằng cái GE gì? Đấy, tại vì cái thời gian này thì như những cái video trước em cũng đã hướng dẫn mọi người đấy. Thì chăm GE thì các bác chăm ít đạm thôi, vẫn cứ nhà đàm đạm cá B1 là các bác tưới cho em. Nhưng mà chủ yếu vẫn là nhà đàm và B1 nhé. Mọi người vẫn chủ yếu tưới cho em cái nhà đàm và B1. Chăm ít đạm thôi, mình tưới 2-3 lần nhà đàm và B1 thì mình sẽ tưới một lần đạm cá. Hoặc là mình vẫn cứ tưới như vậy nhưng mà cái lần thứ ba là các bác hòa thêm đạm cá vào tưới. Tức là mình sẽ gộp chung là nha đam, đạm cá, B1 mình gộp chung vào mình tưới.
vậy thôi, nó rất là đơn giản. Như ở trong dàn của em thì em vẫn cứ làm như vậy, vẫn tưới như vậy. Tỷ lệ thối thì cũng khá khá đấy, nhưng mà nó cũng buốt ruột đấy. Nhưng mà mình vẫn cảm giác là nó vẫn còn may mắn hơn. Thì năm ngoái em để ý sau những cái cơn mưa ấy, là cây của em bắt đầu bị bệnh, sau đó nó bắt đầu nó đi chữa bệnh để tránh cho nó lan ra những cái cây khác. Thì năm nay thì cái trường hợp đấy lại không bị, thì nó lại bị thối về cái ngọn và thối ở củ ki. Thối củ ki thì các bác có ít cây thì cứ đi để ý cái củ của nó này. Hàng ngày các bác đi kiểu gì chả đi thăm vườn mình chơi lan mà, thì cứ đẩy cái củ nào mà nó có cái màu sắc sắc khác một chút thì mọi người sờ sờ tay vào thấy nó nhũn nhũn nhớt nhớt thì nó mới chỉ thối bên ngoài thôi, chưa ở bên trong đâu. Bình thường nó toàn thối bên ngoài, nó lan vào thôi, để côn trùng nó chích nó đốt, xong mình tưới nước nhiều rồi thì nó sẽ ngấm vào thì là nó bị thối, thì mình nó mới chỉ thối bên ngoài thôi. Thì các bác cạo bỏ cái lớp bên ngoài đi là nó sẽ khỏi nhá, thì rất là nó sẽ khỏi. Cái đấy thì em đã làm mà cảm thấy rất là hiệu quả, chứ không cần phải là cái gì quan trọng đâu. Đó là cái vấn đề mọi người đây, các bác để ý những cây em treo để nó sát bờ rào này chả thối thắm gì cả, mầm phi nâng lững lững. Nhưng mà cái ông bên này đây, mọi người nhớ, cùng một giống cây, cây năm cánh trắng đa nhịp này, nhưng mà ông treo trong này, này. Đây. Một ngọn thối này. Đây ví dụ này, như lúc nãy em chia sẻ mọi người ấy, khi mà nó bị chích đốt ấy, nó thối. Ví dụ nó gặp cái hôm mà thời tiết nó mát mẻ, xong rồi gió nhiều ấy, thì nó tự nó khô. Đây cái này nó tự nó khô này. Đấy. Thối ngọn này. Đây thối ngọn, nó tự nó khô, xong rồi nó lại đi ngọn tiếp này. Đấy nó gặp cái thời tiết mình lại đang thối ngọn này. Đấy, như cái trường hợp này thì là nó sẽ đi ngọn tiếp. Tại vì gặp cái thời tiết nó đẹp, là nó mát cái là nó khô hết cái là nó đi ngọn. Đây thối ngọn này. Đấy. Mà trong khi đó mình treo ngoài này này, cây rất khỏe, mầm rất đẹp, nhìn nó cứ mỡ mờ phơi đần. Đây con nhìn những cái cây treo ngoài bờ rào nhìn mầm phơi năm này, đây đừng nan va nhưng treo bờ rào nha. Người nhìn những cây mầm ở dưới kìa, nó dã man để phơi đó. Nói chung là tập trung lại là các bác vào cái mùa này tưới ít thôi và chăm bằng những cái phân bón mang gây nồng độ đạm ít thôi là được. Chốt lại là như vậy. Nhưng mà nhớ phải phun phòng bệnh nha. Mancozet hoặc là nước vôi xanh hoặc là nước vôi trong, Kinkinbun Jijimun, Jijumin. Các bác có gì dùng cái đấy, không nhất thiết là phải quá máy móc. Rồi em là sĩ Hải Phòng nha. Chúc cô chú chị có buổi tối vui vẻ. Hẹn mọi người cái video lần sau.